học để khẳng định mình. Thầy xin mời các em, chúng ta nghiên cứu bài 6 của chương trình sinh học lớp 10, acid nucleic. Theo cái nghĩa Hán Việt thì nucleic chính là nhân tế bào. Nucleic là nhân tế bào. Còn acid đó là một cái hợp chất có tính acid. Như vậy nucleic, acid nucleic có nghĩa là một cái hợp chất có tính acid nằm trong nhân tế bào nucleic. Theo cái nghĩa quốc tế là như vậy. Là một hợp chất có tính acid nằm trong nhân tế bào. Đây là từ quốc tế chứ không phải từ Việt Nam. Chúng ta giữ nguyên cái từ của nó. Và hợp chất có tính acid nằm trong nhân tế bào này có hai loại là ADN và ARN. ADN và ARN thì chúng ta đã được học ở chương trình sinh học lớp 9 ở phần di truyền. Và hai loại đấy chính là hai loại acid nucleic. Và chúng ta đi từng loại một. Thứ nhất là ADN. ADN này là viết tắt của chữ acid, A là chữ A này, deoxyribo là viết dùng chữ D, và nucleic là chữ N. Cho nên là ba chữ ADN. Trên ADN là ký hiệu của ba chữ đấy. Đúng ra phải đọc là acid deoxyribonucleic. Nhưng mà để đơn giản người ta đọc ADN. Người ta hiểu như vậy. Cho nên khi nói đến ADN có nghĩa là acid deoxyribonucleic. Vậy thì ADN cấu tạo thế nào? Về cấu trúc của ADN chúng ta xem nhá. Đây. Đây là sơ đồ mô tả cấu trúc của một phân tử ADN. Mô tả một đoạn phân tử ADN. Ta nhìn thấy đây. Đây là T liên kết với A. T liên kết với A. Đây là S liên kết với G. A với T, G với S. Đây là T này liên kết với A. Ta nhìn thấy đây. Như vậy về cấu trúc của phân tử ADN là được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Nó cũng giống như cái bài protein mà hôm trước chúng ta đã học, là được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Ở protein á, thì đơn phân là các acid amin, còn ở ADN thì đơn phân là các nucleotid. Mỗi anh này là một nucleotid, một nucleotid. Cho nên về cấu tạo của ADN, thứ nhất đó là cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đa phân này có nghĩa là các đơn phân liên kết lại với nhau. Cấu tạo theo đa phân. Mà đơn phân là 4 loại ATGX này được gọi là nucleotide. Nucleotide. Cái này là tên của nước ngoài đặt cho chúng ta phải gọi tên theo nước ngoài như vậy. 4 loại nucleotid này chính là A, chính là T, chính là G, là X. 4 loại như vậy.
được cấu tạo bởi bốn loại nucleotide. Và bốn loại nucleotide này liên kết với nhau thành mạch polynucleotide. Và mỗi ADN này có hai mạch. Hai mạch polynucleotide. Và có cấu hình không gian xoắn. Cho nên là chúng ta biết rằng là các nucleotide này nó sẽ liên kết lại với nhau để tạo thành một cái chuỗi thế này. Một cái chuỗi thế này là chuỗi polynucleotide. Chuỗi polynucleotide. Liên kết với nhau thành cái chuỗi gọi là chuỗi polynucleotide. Thành chuỗi như vậy. Nhá. Thành cái chuỗi polynucleotide. Và phân tử ADN là được cấu tạo bởi hai chuỗi như vậy. Hai chuỗi. Hai chuỗi polynucleotide này, đây là chuỗi thứ nhất, đây là chuỗi thứ hai, được cấu tạo bởi hai chuỗi polynucleotide. Liên kết với nhau. Hai chuỗi liên kết bổ sung với nhau. Bên này T thì bên kia luôn luôn là A. Bên này S thì bên kia luôn luôn là G. Gọi là liên kết bổ sung. A với T, G với S. Và A với T này bằng hai liên kết hydro đây, người ta viết đây. Hai đây. G với S bằng 3. Cho nên hai cái chuỗi polynucleotide như vậy liên kết bổ sung với nhau. Theo nguyên lý là A liên kết với T. G liên kết với S. A liên kết với T này bằng hai cái cầu nối hydro. Bằng hai cầu nối hydro. G với S bằng ba cầu nối hydro. Đây. 1 2 3. A với T bằng 2, G với S bằng 3. Và nhờ đó mà hai mạch của ADN nó liên kết lại với nhau. Và sau đó rồi thì nó xoắn lại, trở thành cấu hình không gian. ADN có cấu trúc xoắn kép. Cái mô hình vẻ này là mô hình vẻ đơn giản. Nhưng ở trong không gian thì nó xoắn lại với nhau thế này. Xoắn lại với nhau để tạo thành cái mạch không gian của nó. Thì nó không mạch thẳng thế này. Mạch thẳng này thì chúng ta, người ta vẽ ra chúng ta dễ hình dung thôi. Dễ hiểu thôi nhá. Đấy về đơn giản nhất về cấu trúc của ADN. Như vậy cần có thứ nhất là cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mà đơn phân của ADN là ATGX.
Thứ hai là các đơn phân này liên kết với nhau bằng liên kết để tạo nên mạch polynucleotide. Tức là rất nhiều nucleotide thì gọi là polynucleotide. Poly có nghĩa là nhiều. Polynucleotide có nghĩa là nhiều nucleotide. Và hai mạch polynucleotide như vậy nó liên kết với nhau bằng các liên kết hydro. A với T bằng 2 liên kết hydro, G với G bằng 3 liên kết hydro. Và nó xoắn lại thành cấu trúc xoắn. Đấy, rất đơn giản như vậy. Và nhờ cái cấu trúc như vậy cho nên ADN mới thực hiện được các cái chức năng sống, các chức năng sinh học. Đó là lưu trữ thông tin di truyền, bảo quản thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền cho đời sau. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt. Lưu trữ là vì nó có các nucleotide này. Cứ trình tự các nucleotide này, trình tự các nucleotide này phải quy định trình tự các acid amin, tức là quy định về thông tin di truyền, gọi là lưu trữ thông tin di truyền dưới dạng trình tự các nucleotide. Thứ hai là nó bảo quản. Bảo quản là vì hai mạch này nó liên kết bền vững với nhau, nó hạn chế những sai hỏng, gọi là bảo quản thông tin. Và thứ ba là nó truyền đạt thông tin thông qua cái việc là nhân đôi ADN, thông qua cái việc là phiên mã và dịch mã để tổng hợp protein. Đấy, chúng ta sang chức năng protein. Chức năng của protein thì như lúc nãy thầy vừa giảng cho các em, đó là nó là lưu trữ thông tin di truyền. Lưu trữ thông tin. Lưu trữ thông tin ở đây là gì? Trình tự các nucleotide ở trên ADN sẽ quy định thông tin di truyền về protein. Vì cái lưu trữ thông tin di truyền này cho nên là ADN của loài nào thì nó quy định thông tin di truyền của loài đấy. ADN của cơ thể nào thì nó quy định thông tin di truyền của cơ thể đấy. Rất quan trọng. Quy định di truyền. Thứ hai là bảo quản. Bảo quản thông tin di truyền. Để thông tin di truyền không bị đứt gãy, không bị biến đổi, không bị mất đi, vân vân. Và thứ ba là truyền đạt thông tin di truyền. Truyền đạt thông qua nhân đôi ADN. Truyền đạt thông qua phiên mã, rồi sau đó dịch mã. Và cả ba cái chức năng này giúp cho cơ thể sinh vật chúng ta nó có những đặc điểm đặc trưng. Tại sao loài người khi sinh ra con thì người con đấy cũng là loài người? Tại sao loài gà đẻ trứng nở ra con thì con đấy là con gà? Gà đẻ ra gà, người đẻ ra người, trâu đẻ ra trâu, rắn đẻ ra rắn. Gà và vịt đều đẻ trứng. Trứng của vịt được ấp nở ra con vịt. Mặc dù có thể đưa cái trứng vịt đấy vào cho gà ấp, con gà nó vẫn ấp cái trứng vịt đấy. Nhưng lúc nở ra thì cái trứng vịt đấy nở thành con vịt, chứ không nở thành con gà. Mặc dù con gà vẫn ấp nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái ADN này. Trứng vịt nó mang ADN của vịt. ADN đó nó lưu trữ cái thông tin di truyền về cấu trúc của cơ thể con vịt. Và thông tin đấy được bảo quản và được truyền đạt từ đời bố mẹ sang cho nó. Cho nên quá trình ấp có thể là do gà ấp, có thể là dùng đèn điện để ấp. Con người có thể dùng ánh sáng, dùng nhiệt nhân tạo để ấp. Nhưng mà gà thì vẫn nở ra gà, vịt vẫn nở ra vịt. Là vì thông tin di truyền ở trên ADN.
nó lại quy định toàn bộ đặc điểm của cái loài sinh vật đấy. Cho nên loài nào để sinh ra loài đấy là vì như vậy. Cho nên cái chức năng này rất quan trọng và chúng ta đã được học ở sinh học lớp 9. Và sang sinh học 12 chúng ta được học kỹ hơn nữa. Học kỹ hơn nữa. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta nghiên cứu phần thứ 3 là nhân đôi ADN. Ta nhìn thấy đây. ADN là có hai mạch. Hai mạch các em. Hai mạch xoắn kép với nhau thế này. Và khi bước vào nhân đôi thì enzyme tháo xoắn sẽ tách hai mạch ra. Đây là nhân tháo xoắn đây. Tách hai mạch ra. Tách hai mạch ra trong rồi thì enzyme ADN polymerase này sẽ bám lên để tổng hợp mạch mới. Sử dụng mạch ADN cũ này là mạch khuôn để tổng hợp mạch mới. Và bên này cũng vậy, hai bên. Sau đó từ ADN ban đầu tạo ra hai ADN con. Như vậy thì có những thành phần nào tham gia? Có những thành phần nào tham gia vào quá trình nhân đôi ADN này? Các em nhìn hình này các em cho biết. Có những thành phần nào? Thứ nhất, phải có ADN. Muốn có nhân đôi ADN thì phải có ADN ban đầu. Thành phần thứ nhất phải có là ADN mẹ, gọi là ADN ban đầu. Không có phân tử ADN ban đầu này thì không thể có việc nhân đôi ADN được. Thành phần thứ hai là các enzyme tháo xoắn. Có ba loại enzyme cơ bản: enzyme tháo xoắn, enzyme ADN polymerase và enzyme ligase. Có ba thành phần. Ba loại enzyme. Ngoài ba loại enzyme này thì còn có một số enzyme khác nữa. Nhưng mà trong chương trình sinh học phổ thông của chúng ta thì các em chỉ việc học kỹ ba loại này thôi. Ba loại này tên của nó đã nói lên chức năng rồi. Enzyme tháo xoắn thì đương nhiên là chức năng là gì nè? Đó là tháo xoắn ADN. Enzyme này di chuyển trên ADN tháo xoắn ADN, làm cho hai mạch của ADN tách nhau ra, tách nhau ra. Enzyme này nó chạy thế này, nó làm cho hai mạch này tách nhau ra. Enzyme thứ hai là enzyme ADN polymerase, là enzyme này tổng hợp mạch mới, tổng hợp mạch polynucleotide. Đây, cái mạch màu xanh, xanh nõn này, xanh đậm là mạch gốc, mạch cũ. Và xanh nõn này là mạch mới. Và enzyme thứ ba là enzyme ligase, là vì cái mạch bên này là mạch liên tục, còn mạch bên này là mạch gián đoạn, cho nên là ligase nối các mạch gián đoạn với nhau để tạo ra mạch hoàn chỉnh. Ligase trong tiếng Anh có nghĩa là nối. Nối. Còn ADN polymerase có nghĩa là tổng hợp mạch ADN. Đấy, cho nên là tên của nó là đã nói lên chức năng. Một thành phần thứ ba ngoài ADN mẹ rồi enzyme thì có thành phần thứ ba, đó là nucleotide tự do. Trong quá trình nhân đôi này thì cần phải tổng hợp mạch mới, đó là mạch polynucleotide mới. Thì mạch polynucleotide mới này được cấu tạo từ các nucleotide tự do của môi trường và có bốn loại, đó là A,
T G S. Bốn loại nút thích tự do A T G S. Ổn chưa? Đấy. Chúng ta nhớ là nhân đôi N là như vậy. Bốn loại nhá. Thành phần tham gia. Và chúng ta sang phần thứ hai là cơ chế. Cơ chế để nhân đôi ADN. Tại sao từ một ADN mẹ có hai mạch xoắn như vậy, mất bằng cách nào nó tạo ra được hai ADN con? Bằng cách nào? Và tạo ra như vậy để làm gì? Tạo ra hai ADN con để làm gì? Đấy, chúng ta sang phần cơ chế. ADN là có hai mạch. Thầy lấy ví dụ thầy nghệ, đây là hai mạch. Đây là bên này là mạch thứ nhất, bên này là mạch thứ hai. Lấy cái cúc áo này là xem như chính giữa. Bây giờ hai mạch của ADN thầy nghệ này làm thế nào để nhân đôi tạo ra hai thầy nghệ mới? Làm thế nào? Thì theo nguyên lý nhân đôi của ADN, hai mạch của thầy nghệ xoắn đây. Thì bước thứ nhất là enzyme ADN polymerase sẽ tháo enzyme tháo xoắn trước. Bước thứ nhất là enzyme tháo xoắn. Enzyme tháo xoắn phải chè dọc hai mạch ra, đi từ trên này xuống, chè thành hai nửa. Nửa thứ nhất để nguyên, nửa thứ hai để nguyên. Đây, hai nửa đây. Enzyme tháo xoắn là chè dọc ra, tách hai mạch ra. Sau đó bước thứ hai là enzyme ADN polymerase sẽ tổng hợp mạch mới, bổ sung với mạch ban đầu. Đây, ban đầu là có hai mạch xoắn kép. Bây giờ enzyme tháo xoắn nó tách hai mạch ra, xé ra. Và enzyme ADN polymerase sẽ tổng hợp mạch mới, theo nguyên tắc bổ sung. Là bước thứ hai. Sau đó thì mạch mới và mạch cũ này xoắn lại với nhau. Xoắn lại với nhau. Mạch mới và mạch cũ này xoắn lại với nhau. Liên kết bổ sung với nhau bình thường. Đấy, ban đầu bổ sung này. Như vậy là quá trình nhân đôi này là diễn ra theo cơ chế là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Cái cơ chế của nó là theo nguyên tắc bổ sung bán bảo tồn. Nguyên tắc bán bảo tồn tức là mỗi mạch ADN mẹ sẽ được dùng làm khuôn để tổng hợp mạch mới. Và nguyên tắc bổ sung tức là quá trình tổng hợp mạch mới này là nguyên tắc là A liên kết với T, G liên kết với S, bổ sung với nhau. Như vậy cơ chế nhân đôi đó là diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Nguyên tắc bổ sung ở đây chính là
các nucleotide tự do của môi trường liên kết với các nu của mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Đó là A của môi trường liên kết với T của mạch khuôn, G của môi trường liên kết với Y của mạch khuôn. Và ADN con phải mang một mạch của ADN mẹ và một mạch mới. Đó gọi là nguyên tắc bán bảo tồn. Đây, ADN mẹ có hai mạch. Thì một mạch thứ nhất đi vào ADN con thứ nhất, mạch thứ hai đi vào ADN con thứ hai. Và sau khi nhân đôi thì ADN mẹ này không còn nữa, mà đã xé thành hai nửa đi vào hai con. Nếu dùng enzyme chè dọc cơ thể thầy nghệ này, nửa bên này làm khuôn để tổng hợp mạch mới, nửa bên này làm khuôn tổng hợp mạch mới, tạo ra hai người mới. Và hai người mới này, người thứ nhất bên này mang một mạch của thầy nghệ và mạch mới của môi trường, người thứ hai bên này mang một mạch của thầy nghệ và mạch mới của môi trường. Và bản thân thầy nghệ thì không còn nữa, đã xé thành hai nửa đi vào hai người. Đấy gọi là nhân đôi. Từ một nhân thành hai. Hai người mới này có giống nhau hay không? Hai ADN mới này có giống nhau hay không? Thì hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Bởi vì nó diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Hoàn toàn giống nhau. Hai mạch này ban đầu cùng bổ sung với nhau, thì mạch mới này bổ sung với mạch này, thì mạch mới này với mạch u này là giống nhau này. Mạch mới này bên này là giống nhau. Hoàn toàn giống nhau. Bởi vì nó diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Và cái ý nghĩa của nhân đôi, cái nhân đôi này để làm gì? ADN nhân đôi làm gì? Thì nhân đôi này để giúp cho quá trình phân chia của tế bào và giúp cho sinh vật lớn lên và sinh sản. Thế là lưu ý là gì? Nhân đôi ADN là cơ sở để nhân đôi nhiễm độc thể. Và khi nhiễm thể nhân đôi thì giúp cho là sinh vật sinh trưởng và sinh sản. Nếu ADN mà không nhân đôi thì nhiễm sắc thể sẽ không nhân đôi và cơ thể sinh vật sẽ không thể nào sinh trưởng sinh sản được. Đây là rất quan trọng, nền tảng của mọi quá trình sinh học sau này. Và cái nhân đôi ADN này là nó là nền tảng của sinh học phân tử. Rất nhiều quá trình sau này chúng ta sẽ biết. Ta lưu ý như vậy. Vì vậy cho nên ta nhớ cho thầy là gì? Cái cơ chế của nhân đôi và cái vai trò của nhân đôi là nó diễn ra thế này. Đấy, thì bài hôm nay chúng ta đã nghiên cứu toàn bộ về cái gen này, mã di truyền này và nhân đôi ADN. Một bài học rất nhiều nội dung, rất nhiều nội dung. Và các em có thể hơi vất vả một tí, nhưng mà cái phần bài đầu tiên này là bài nền tảng của toàn bộ chương trình sinh học 12, đặc biệt là chương trình sinh học về di truyền. Cho nên các em cố gắng chúng ta phải hiểu kỹ để chúng ta nắm nguyên lý. Và tiếp theo chúng ta phải học bài về phiên mã và dịch mã để sinh tổng hợp protein. Hẹn gặp lại các em ở bài thứ hai. Xin chào tất cả các em. Trước khi vào học những cái kiến thức mới của chương trình sinh học lớp 12, các em cần phải ôn tập lại một số kiến thức cơ bản. Đó là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử. Cụ thể là chúng ta ôn tập về ADN, ARN và protein. Thì có học nắm kỹ được những cái kiến thức cơ bản này thì mới bổ sung thêm được những kiến thức mới. Nó sẽ được
cụ thể hơn và dễ hiểu hơn. Đối với vật chất di truyền ở cấp độ phân tử cụ thể, phân tử ở đây mình học đó chính là ADN, ARN và protein. Đây là những phân tử đã học ở chương trình sinh học lớp 10. Phần 3 phần tương ứng. Phần đầu tiên đó là ADN, tên gọi đầy đủ đó là axit deoxyribonucleic. Và cấu tạo của ADN là ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phần. Và đây là đại phân tử hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phần và mỗi đơn phân của nó là một nucleotide. Đây, một nucleotide nó sẽ gồm có 3 thành phần chính. Thứ nhất đó chính là đường pentoser, thứ hai nhóm phosphat và thứ ba đó là một trong bốn loại bazơ nitơ. Có thể loại A, loại T, loại G hoặc là loại X. Lưu ý chỉ là một trong bốn loại bazơ nitơ thôi nha. Nếu nucleotide loại nào thì tương ứng nó sẽ có chứa bazơ nitơ loại đó. Chẳng hạn như bazơ nitơ loại A thì nó sẽ cấu tạo thành nên nucleotide loại A. Như vậy Siga có tổng cộng mình sẽ có là 4 nucleotide tương ứng, bởi vì có 4 bazơ nitơ nên 4 loại nucleotide tương ứng đó là loại A, loại T, loại G hoặc là loại X đối với ADN. Đây là hình ảnh về cấu trúc của ADN. Thì chúng ta đi sâu vào cấu tạo cụ thể của ADN. ADN sẽ có hai mạch. Hai mạch này song song và ngược chiều nhau, nó sẽ xoắn lại với nhau. Nếu mạch này 5, 3 phẩy thì mạch còn lại nó sẽ ngược lại là 3, 5 phẩy. À, ngược chiều nhau. Ơi, đây là bazơ nitơ tương ứng loại A nè, loại X nè, loại G, loại T. Có 4 loại bazơ nitơ tương ứng. Rồi, bazơ nitơ màu xanh này chính là biểu thị cho là phân tử đường. Và P này đây chính là nhóm phosphat pháp. Như vậy mỗi một nucleotide gồm có 3 thành phần cơ bản. Đó là một bazơ nitơ, một phân tử đường, một nhóm phosphat pháp. Như vậy ba cái này sẽ tạo thành là một nucleotide loại A. Tương tự, bazơ nitơ loại X chế phân tử đường với một nhóm phosphat này nó sẽ tạo thành nucleotide loại tương ứng là loại X. Tiếp tục nu loại G nè và đây là nu loại T. Vậy giữa hai mạch của ADN, đây là bên mạch bên đây, đây là mạch bên đây, giữa hai mạch nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết đó gọi là liên kết hydro. A nối với T sẽ bằng hai liên kết hydro và G nối với X sẽ bằng 3 liên kết hydro. Lưu ý nha, A nối với T bằng 2 liên kết hydro, G với X bằng 3 liên kết hydro. Đây là liên kết giữa hai mạch với nhau. Vậy trong một mạch, nếu nó tạo thành một cái chiều dài này nè, trong một mạch rất là dài vậy thì nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết nào? Đây, nucleotide thứ nhất nó sẽ liên kết với nucleotide thứ hai. Đây là cái liên kết. Liên kết này người ta gọi đó là liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa nhóm phosphat với phân tử đường thì gọi là liên kết cộng hóa trị. Chức năng của ADN đó là chức năng bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua quá trình phiên mã và dịch mã. Tức là có ADN qua phiên mã sẽ tạo thành ARN, dịch mã sẽ tạo thành protein. Phần 2 đó là axit ribonucleic, viết tắt là ARN. Ở đây cấu trúc của nó có tới 3 loại ARN. Loại thứ nhất là loại T, loại thứ hai là loại M, loại thứ ba là loại RARN. Thì mỗi loại nó sẽ có tên gọi tương ứng. TARN là ARN vận chuyển nè, mRN là ARN thông tin và rARN là ARN ribosome. Đây là cấu tạo của mỗi loại. Thì nhìn chung là ARN nó sẽ cấu tạo chỉ gồm có một mạch thôi. Ở đây nè, một mạch nè. Một mạch. Một mạch. Nó bo lại, ví dụ tRN bo lại
bo tròn lại ha, tạo thành ba cái thùy, nó có cấu trúc là ba thùy. Còn mRNA là chỉ có một mạch thôi, một mạch kéo dài vậy thôi. Còn rARN đây, nó sẽ xoắn lại. Nó sẽ tham gia thành phần cấu tạo nên ribosome. Thì đối với mỗi loại ARN thì chức năng của nó tương ứng với tên gọi của nó. tARN chức năng là vận chuyển axit amin. rARN chức năng là truyền thông tin hay làm khung cho dịch mã. Còn rARN là cấu tạo nên ribosome. Lưu ý những chức năng này hay xuất hiện ở những cái câu trắc nghiệm cơ bản của những cái đề thi tốt nghiệp, nhất là ở 10 câu đầu. Ví dụ như hỏi là loại ARN sau đây tham gia vào quá trình vận chuyển axit amin hay có chức năng vận chuyển axit amin, thì trả lời đó là tRNA. Đây là một số cái mô hình cấu trúc không gian phẳng hay không gian ba chiều và cấu trúc cơ bản của ARN. Như vậy, nếu các em chú ý kỹ thì ARN đây cũng là một cái đại phân tử hữu cơ cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Nhưng mà đơn phân của nó là ribonucleic, tại nó là axit ribonucleic. Đơn phân là ribonu và có bốn loại ribonu, đó là loại A. Loại T có không? Không có loại T, có A, U, G, X. Có bốn loại. Như vậy nó đã thế loại T. Bình thường ADN thì có loại T, còn ARN không có và thay vào đó là U. Phần thứ ba cần nắm đó chính là protein. Đối với protein thì có bậc bốn bậc cấu trúc như các em đã học ở chương trình sinh học lớp 10. Protein bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Đối với cấu trúc bậc 1, cấu trúc bậc 1 nó giống như một cái sâu chuỗi này. Đây, các em nó giống như một cái sâu chuỗi. Thì mỗi sâu chuỗi này nó sẽ được kết hợp từ các loại axit amin khác nhau. Đây. Đây là tên của axit amin. Ở những bài sau nếu các em học thấy là serine nè, đây là viết tắt nè, serine nè, cytine nè, valine nè, hay là alanine, glycine vân vân, glutamic vân vân, đây là tên gọi của các axit amin là đơn phân cấu tạo nên protein. Như vậy tóm lại là ADN, ARN hay protein đều cấu trúc theo nguyên tắc đa phân hết. Đơn phân của ADN là nucleotide. ARN đơn phân là ribonucleotide, còn đơn phân của protein đó chính là các axit amin. Protein có nhiều loại khác nhau, tùy theo mỗi loại mà nó sẽ có chức năng cụ thể. Nhưng đa phần là gì? Chức năng của nó là tham gia vào cái quá trình là dịch mã. Nó được dịch mã từ ARN. Dịch mã sẽ tạo thành protein, nó tham gia, protein nó sẽ biểu hiện ra thành tính trạng của cơ thể. Đó là trong chức năng di truyền của nó. Và nó có nhiều loại, mỗi loại ứng với chức năng khác nhau. Nhưng mà trong di truyền, chức năng cụ thể của nó là biểu hiện thành tính trạng. Cụ thể ở đây là có một loại protein có tên là insulin nè, điều hòa lượng đường trong máu nè, hay là mình có collagen nè, tạo nên sức đàn hồi của da chẳng hạn, vân vân. Đây là tên gọi của các protein khác nhau. Đây là cái sơ đồ tóm tắt về những cái kiến thức cơ bản cần phải nắm đối với vật chất di truyền ở cấp độ phân tử ADN, ARN và protein.